Vario 125 tại 28. Xe này zin nha, chỉ có làm nhá. Cái là xe này nó còn cái bệnh rung gần cả đầu nữa, làm mình khắc phục cái lỗi này luôn. Đây là chiếc Vario thì làm nồi lọc gió bô, thì thay cái bô Ford luôn. Bô này là quay 1:1 nha anh em. Bắt vô máy test góc độ rồi đi làm nội xong rồi. Tất cái nồi Vario 125 sau khi làm xong anh em thì làm nồi lọc gió với mình mới gắn thêm cái bô rớt rất là đẹp nha anh em, có mọc đồ đàng hoàng nha. Anh em không biết là bô mọc đâu, kỹ mới biết ha, mới gắn luôn. Rồi để mình quay cái nồi cho anh em xem. Ây da, quá mệt cho một ngày luôn. Mấy khoan chuông, nước chuông là mấy hai mặt nhau phải có cánh bi mẹ độ luôn. Bố là so theo bạn mình lớn luôn nha. Cái xe này có thai mới là cái đồ chơi á, cho anh em đi tiết kiệm xăng, đủ cái lượng xa anh em đi ha. Đường gió nó lớn á, nó không có bị nghẹt, cái lượng gió gì nó nghẹt lắm. Bây giờ tiến hành mình bắt vô xong rồi test cho anh em xem nha. Quá trời xe luôn, đông quá. Test cái nồi Vario sau khi mình làm xong ha, mình test sự khác biệt của nồi cho mình làm cho anh em xem nha. Có 125 nha anh em. Lên qua mình nên thêm cái bộ rớt rất là đẹp nha anh em.
chậm mới ra im lắm. Anh em nghe cái không có xào không có kêu gì đó. Đây là nồi lọc gió với bô parot này phay 1:1 giống hoàn toàn luôn nha. Đây qua đây để xem clip nha, làm như cậu liên hệ mình. Gắn tết cho xong xe nồi rồi. Ô và chầm mì.